những cuộc thảo luận về các tiểu hoa sau 95 luôn thu hút được nhiều sự quan tâm từ các fan Cbiz. Bởi họ đều là những mỹ nhân có cả nhan sắc lẫn tài năng và có được hậu thuẫn vững chắc từ lượng người hâm mộ hùng hậu. Hôm nay hãy cùng Cbiz Film thử xếp hạng các nàng tiểu hoa sau 95 xem họ đang ở vị trí như thế nào nhé. Lưu ý, thứ tự xuất hiện các nàng tiểu hoa trong video được sắp xếp theo năm sinh chứ không phải là thứ hạng. Trước khi bước vào video, các bạn đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh của Cbiz Film, cũng như để lại những bình luận chia sẻ ý kiến bên dưới nhé. Ngu Thư Hân, 1995. Tác phẩm nổi bật: Thiếu Chủ Đi Chậm Thôi, Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc, Khúc Biến Tấu Ánh Trăng, Thương Lan Quyết, Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người, Vân Trí Vũ. Năm 2015, Ngu Thư Hân chính thức bước chân vào showbiz với một vai phụ trong phim Tân Biên Thành Lãng Tử. Đến năm 2018, Ngu Thư Hân bắt đầu đảm nhận một số vai chính trong các bộ phim như Bạn Thân Mến, Bạn Trai Vi Diệu Của Tôi, phần 2. Năm 2020, Ngu Thư Hân chiếm được cảm tình của nhiều khán giả nhờ vào vai nữ phụ Thái Mẫn Mẫn trong phim Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc và vai nữ chính Điền Thất Thất trong web drama Thiếu Chủ Đi Chậm Thôi. Ngay sau đó, cô tham gia chương trình Thanh Xuân Có Bạn 2 và tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông, lượng người hâm mộ cũng tăng lên đáng kể. Có thể nói, cái tên Ngu Thư Hân chính thức bạo từ giai đoạn này. Với việc Thương Lan Quyết trở thành bộ phim bạo của màn ảnh Hoa ngữ mùa hè năm 2022, độ nổi tiếng của nữ chính Ngu Thư Hân nhờ đó cũng tăng lên vô cùng đáng kể. Nữ diễn viên cũng trở thành một trong những cái tên được nhắc đến đầu tiên trong top tiểu hoa sau 95. Đến tháng 9 năm 2023, tên tuổi của Ngu Thư Hân tiếp tục được hâm nóng với bộ phim cổ trang Vân Trí Vũ. Sắp tới, Ngu Thư Hân sẽ góp mặt trong hai dự án cổ trang là Tiên Kiếm 6 và Vĩnh Dạ Tinh Hà. Đánh giá xếp hạng, tôi xếp Ngu Thư Hân vào nhóm A, có lưu lượng tốt, có tác phẩm nổi bật, diễn xuất tạm ổn. Mạnh Tử Nghĩa, 1995. Tác phẩm nổi bật: Võ Thần Triệu Tử Long, Trần Tinh Lệnh, Phù Thế Song Kiều Truyện, Tuyết Trung Hãn Đao Hành, Luận Anh Hùng Ai Mới Là Anh Hùng. Ngay còn khi đang theo học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, nhờ vào nhan sắc nổi bật của mình, Mạnh Tử Nghĩa đã được gọi là Hoa Khôi Bắc ảnh. Đến khi ra trường vào năm 2016, sự nghiệp diễn xuất của nàng tiểu hoa nhận được bước đầu thuận lợi. Vai diễn Thạch Nghiễn trong phim Võ Thần Triệu Tử Long và vai diễn Mục Niệm Từ trong phim Anh Hùng Xạ Điêu năm 2017 chính là những quả ngọt đầu tiên của cô. Năm 2019, nhờ vào vai diễn Ôn Tình một cô gái giỏi y thuật, mạnh mẽ, đầy quyết đoán trong siêu phẩm đam mỹ Trần Tình Lệnh, Mạnh Tử Nghĩa có bước tiến lớn trong sự nghiệp và thu hút được một lượng lớn người hâm mộ. Song, cũng vì vai diễn này mà Mạnh Tử Nghĩa bị vướng vào lùm xùm dùng tiền để sửa kịch bản, mua thêm đất diễn nhằm đưa cô từ nữ phụ thành nữ chính của phim. Sau Trần Tình Lệnh, Mạnh Tử Nghĩa góp mặt trong loạt dự án lớn như Yến Vân Đài, Tuyết Trung Hãn Đao Hành, Luận Anh Hùng Ai Mới Là Anh Hùng. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình, Mạnh Tử Nghĩa luôn chỉ ghi điểm qua vai phụ trong phim lớn, ngược lại đóng chính thì không nổi bật. Dù rất xinh đẹp, diễn xuất cũng không đến nổi tệ, nhưng Mạnh Tử Nghĩa lại không quá được lòng của công chúng, bởi cô nàng thường xuyên dính phải những ồn ào, tranh cãi trong sự nghiệp của mình. Đánh giá xếp hạng, tôi xếp Mạnh Tử Nghĩa vào nhóm B trừ, có nhan sắc xinh đẹp, có tài nguyên tốt, nhưng diễn xuất bình thường và có nhiều thị phi. Chương Nhược Nam, 1996. Tác phẩm nổi bật: Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông, Hôn Lễ Của Em, Ai Cũng Khao Khát Gặp Được Em, Soi Sáng Cho Em. Chương Nhược Nam chính thức bước chân vào Cbiz từ năm 2017 khi tham gia diễn xuất trong bộ phim điện ảnh Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông. Trong phim cô vào vai Cố Sâm Tương, chị em sinh đôi với Cố Sâm Tây. Sau đó, Chương Nhược Nam tiếp tục tham gia vào nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh khác như Hôn Lễ Của Em, Nửa Hiệp Cơ Chí, Nữ Bác Sĩ Tâm Lý, Soi Sáng Cho Em. Cô nàng không chỉ khiến khán giả ấn tượng với nhan sắc thanh tú, mang nét dịu dàng như mối tình đầu, mà khả năng diễn xuất của cô cũng được đánh giá tích cực. Với việc đã góp mặt trong nhiều dự án nổi bật, có thể diễn tốt cả mảng truyền hình lẫn điện ảnh, lại nổi tiếng với những cảnh khóc xúc động lấy nước mắt người xem, Trương Nhược Nam được đánh giá là một trong những ngôi sao có nhan sắc và tài năng diễn xuất tốt nhất của lứa tiểu hoa sau 95. Trương Nhược Nam có hai bộ phim sắp được lên sóng là Anh Cũng Có Ngày Này, đóng cùng Trần Tinh Húc, và Tình Yêu Gặp Được Gia Win, đóng cùng La Vân Hy. Nếu cả hai bộ phim đều được phát sóng thuận lợi, thì sẽ giúp Trương Nhược Nam có bước tiến lớn trong sự nghiệp. Đánh giá xếp hạng, tôi xếp Trương Nhược Nam vào nhóm B, có nhan sắc, có diễn xuất, nhưng chưa đủ lưu lượng. Lâm Dẫn, 1996. Tác phẩm nổi bật: Mỹ Nhân Ngư, Đấu Phá Thương Khung, Tước Tích, Ốc Sên Và Chim Hoàng Oanh, Mộng Hoa Lục. Lâm Dẫn là mỹ nhân được Châu Tinh Trì lăng xê hết mình với phim điện ảnh đình đám Mỹ Nhân Ngư, công chiếu năm 2014. Nữ diễn viên gây ấn tượng với vẻ ngoài nóng bỏng nhưng diễn xuất vẫn luôn gây tranh cãi. Bên cạnh đó, sự nghiệp của nàng tinh nữ lang gắn liền với những thị phi tình ái. Lâm Dẫn từng công khai hẹn hò tài tử hơn 18 tuổi Phùng Thiệu Phong và gây ồn ào khi vô tư ôm hôn bạn trai kém 3 tuổi Tống Uy Long ngay trên phố. Sau đó, Lâm Dẫn còn tiếp tục lọt vào tầm ngắm với chuyện tình cùng trai hư khét tiếng xứ Trung là Vương Đại Lục. Kể từ sau Mỹ Nhân Ngư, Lâm Dẫn chỉ có thêm một vai diễn nổi bật hiếm hoi nữa, đó là vai Tống Dẫn Trương trong phim Mộng Hoa Lục. Đánh giá xếp hạng, tôi xếp Lâm Dẫn vào nhóm C-, có nhan sắc, có xuất phát điểm tốt nhưng diễn xuất thất thường, danh tiếng không tốt. Quan Hiểu Đồng, 1997. Tác phẩm nổi bật: Cửu Châu Thiên Không Thành, Phượng Tù Hoàng, 20 bất hoặc, Ta Chính Là Cô Nương Như Thế, Từng Là Thiếu Niên. Trong lứa tiểu hoa sau 95, có lẽ Quan Hiểu Đồng là người nổi tiếng sớm nhất, khi chỉ mới hơn 3 tuổi cô nàng đã tham gia đóng phim. Xuất phát điểm là sao nhí lại có diễn xuất ổn, Quan Hiểu Đồng cũng nhanh chóng chiếm được cảm tình của người xem từ những năm 2016 đến 2017. Với loạt tác phẩm tương đối nổi tiếng như Cửu Châu Thiên Không Thành, Hiên Viên Kiếm Hán Chi Vân hay Phượng Tù Hoàng. Tuy nhiên, những năm gần đây Quan Hiểu Đồng chưa có thêm tác phẩm nào ăn khách hay nổi bật. Diễn xuất vốn được đánh giá là ổn nhưng dường như chỉ dậm chân tại chỗ, không có bứt phá. Bên cạnh đó, khả năng chọn kịch bản cũng như khả năng tương tác với bạn diễn chính là những thứ mà cô vẫn còn thiếu. Các phim gần đây của Quan Hiểu Đồng không hẳn là flop nhưng cũng không quá hot, chỉ ở mức bình bình, chưa đủ để cô tiến lên. Tuy vậy, so với các tiểu hoa sau 95 khác, Quan Hiểu Đồng vẫn xứng đáng được xếp ở nhóm đầu bởi bề dày thành tích được chứng minh qua các giải thưởng theo năm tháng của cô. Đánh giá xếp hạng, tôi xếp Quan Hiểu Đồng vào nhóm A-, có nhan sắc nổi bật, có quốc dân độ nhưng diễn xuất thất thường, không thể bứt phá. Thẩm Nguyệt, 1997. Tác phẩm nổi bật: Gửi Thời Thanh Xuân Đơn Thuần Của Chúng Ta, Vườn Sao Băng, 2018, Thất Nguyệt và An Sinh, bản truyền hình, Em Rất Thích Anh, nửa hiệp cơ chí. Thẩm Nguyệt từng được mệnh danh là nữ thần thanh xuân mới của Cbiz sau khi tham gia hai dự án phim thanh xuân đình đám là Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp và Vườn Sao Băng, 2018. Sở hữu nhan sắc tươi trẻ, thanh thuần rất phù hợp với các bộ phim thanh xuân vườn trường, tuy nhiên, diễn xuất lại là điểm yếu chí mạng của Thẩm Nguyệt. Việc những bộ phim sau đó của Thẩm Nguyệt như Thất Nguyệt và An Sinh, bản truyền hình, Em Rất Thích Anh liên tiếp thất bại, cộng thêm việc vướng tin đồn yêu đương nhưng không lên tiếng giải thích, càng khiến mức độ quan tâm của công chúng dành cho nữ thần thanh xuân một thời giảm mạnh. Thời gian gần đây, danh tiếng của Thẩm Nguyệt bắt đầu có sự cải thiện, cô đang tham gia vào dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Trúc Nghiệp. Ngoài ra, dự án Thất Tiếu do Lâm Nhất và Thẩm Nguyệt cũng vừa được khai máy vào đầu tháng 10. Đánh giá xếp hạng, tôi xếp Thẩm Nguyệt vào nhóm C, có nhan sắc, có xuất phát điểm tốt nhưng diễn xuất thất thường, tâm sự nghiệp không lớn. Điền Hi Vi, 1997. Tác phẩm nổi bật: Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế, Sủng Vật Thiếu Tướng Quân Của Ta, Vĩnh Biệt Tháng Năm Đằng Đẵng, Khanh Khanh Nhật Thường, Lê Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý, bản 2023. Điền Hi Vi ra mắt vào năm 2018, sở hữu đôi mắt to tròn, gương mặt lanh lợi, xinh xắn, dễ thương. Điền Hi Vi nhanh chóng trở thành mỹ nhân có hình tượng em gái ngọt ngào, cô nàng còn được khán giả đặt biệt danh là búp bê nhờ sự đáng yêu của mình. Năm 2022, cô được chú ý nhiều hơn với vai Lý Vi nhí nhảnh, đáng yêu trong phim Khanh Khanh Nhật Thường, đóng cùng Bạch Kính Đình. Hiện tại, Điền Hi Vi còn hai bộ phim chưa lên sóng là Điền Canh Kỷ và Nửa Thân Quen Nửa Xa Lạ. Ngoài ra, Điền Hi Vi đang quay bộ phim Đại Phụng Đả Canh Nhân, cô vào vai Lâm An Công Chúa, vợ của nam chính Hứa Thất An, Vương Hạc Đệ. Đánh giá xếp hạng, tôi xếp Điền Hi Vi vào nhóm B, nhan sắc, diễn xuất đều tạm ổn, lưu lượng vẫn còn chưa đủ mạnh. Trương Tuyết Nghênh, 1997. Tác phẩm nổi bật: Tân Thần Điêu Đại Hiệp, 15 năm chờ đợi chim di trú, Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, Bong bóng mùa hè, Bạch Phát Vương Phi. Bên cạnh Quan Hiểu Đồng, Trương Tuyết Nghênh cũng bén duyên với nghệ thuật rất sớm từ năm 2003. Trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến 2019, nữ diễn viên được trao cho nhiều vai diễn tiềm năng, giúp cô thể hiện được khả năng diễn xuất của mình. Bên cạnh đó, Trương Tuyết Nghênh còn nhận được sự nâng đỡ của Trương Tử Di, giúp sự nghiệp diễn xuất của cô thêm thuận lợi. Trương Tuyết Nghênh sở hữu một gương mặt đẹp, có nét thoáng u buồn, hợp đóng cả truyền hình lẫn điện ảnh. Tuy vậy, mỹ nữ này chưa thực sự có duyên với khán giả, nhiều năm nay vẫn dậm chân tại chỗ, chưa thể tỏa sáng được như kỳ vọng. Đánh giá xếp hạng, tôi xếp Trương Tuyết Nghênh vào nhóm C, có nhan sắc, diễn xuất ổn, nhưng không bật lên được. Tống Tổ Nhi, 1998. Tác phẩm nổi bật: Bảo Liên Đăng Tiền Truyện, Cửu Châu Phiêu Miễu Lục, Những Đứa Con Nhà Họ Kiều, Cùng Em Bay Lượn Theo Gió, Tiết Tập Đọc, Không Thèm Yêu Đương Với Sếp. Xét về tuổi nghề, Tống Tổ Nhi có thể được xếp vào hàng tiền bối so với các diễn viên cùng trang lứa. Khi cô nàng vào nghề từ năm 2005, với vai chính trong bộ phim Biển Rộng Trời Cao, tính đến nay cô đã có tuổi nghề hơn 18 năm. Năm 2009, Tống Tổ Nhi nổi tiếng khắp màn ảnh xứ Trung với vai diễn Tiểu Na Cha trong bộ phim Bảo Liên Đăng Tiền Truyện. Cả nhan sắc và diễn xuất của Tống Tổ Nhi đều được khán giả đánh giá là tốt nhất trong lứa tiểu hoa sau 95 ở thời điểm hiện tại. Vai diễn Kiều Tứ Mỹ trong phim Những Đứa Con Nhà Họ Kiều đã giúp Tống Tổ Nhi nhận về vô số lời khen về diễn xuất, khi đã thể hiện tốt một vai diễn được cho là rất quá sức với một diễn viên trẻ như cô. Với biểu cảm tinh tế, đài từ rõ ràng, cùng với những cảnh khóc vô cùng xúc động, Tống Tổ Nhi đã hóa thân hoàn hảo vào nhân vật Kiều Tứ Mỹ, một người phụ nữ đã có chồng con, nhưng vì bị chồng phản bội nhiều lần nên cuối cùng phải ly hôn. Không dừng lại ở đó, hai tác phẩm sắp được phát sóng của Tống Tổ Nhi là Chết Yêu hay Khom Lưng, đóng cùng Lưu Vũ Ninh, và Vô Ưu Độ đóng cùng Nhậm Gia Luân còn hứa hẹn có thể giúp Tống Tổ Nhi một bước phong thần trở thành ngôi sao hội tụ cả nhan sắc, diễn xuất, lưu lượng đứng đầu nhóm tiểu hoa sau 95. Mọi chuyện tưởng chừng đã quá thuận lợi với Tống Tổ Nhi, thế nhưng scandal trốn thuế vừa qua đã ảnh hưởng rất nhiều đến con đường sự nghiệp của cô. Nếu không giải quyết ổn thỏa, rất có thể Tống Tổ Nhi sẽ đánh mất tất cả những gì cô đã gây dựng trong nhiều năm qua. Đánh giá xếp hạng, tôi xếp Tống Tổ Nhi vào nhóm A+, có nhan sắc, có diễn xuất, có lưu lượng nhưng vẫn còn thiếu một tác phẩm đại bạo và đang bị lật xe. Triệu Lộ Tư, 1998. Tác phẩm nổi bật: Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Tam Thiên Nha Sát, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Yêu Em Từ Dạ Dày, Trường Ca Hành, Thả Thí Thiên Hạ, Tinh Hán Sán Lạn, Vụng Trộm Không Thể Giấu. Triệu Lộ Tư ra mắt khán giả vào khoảng năm 2016 trong một chương trình tuyển chọn tài năng của Đài Hồ Nam. Sau đó, nữ diễn viên bắt đầu nhận được sự chú ý nhiều hơn nhờ vai diễn Lạc Phi Phi trong phim Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta và Trần Thiên Thiên trong phim Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn. Trong số dàn tiểu hoa sinh sau 95, Triệu Lộ Tư đang là người sở hữu số lượng phim hot nhiều nhất. Năm 2022, khi Tinh Hán Sán Lạn được phát sóng và gặt hái nhiều thành công, đã giúp Triệu Lộ Tư tiếp tục giữ vững danh hiệu nữ hoàng web drama của cô. Tuy nhiên, Triệu Lộ Tư cũng có những tác phẩm bị chê thảm hại cả về nội dung lẫn diễn xuất, chẳng hạn như Thả Thí Thiên Hạ hay phim Hậu Lãng. Mùa hè 2023, bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Chiết Viễn được phát sóng, tuy không thật sự bùng nổ như mong đợi, nhưng cũng giúp Triệu Lộ Tư tăng thêm danh tiếng và lưu lượng của mình. Thế nhưng, thời gian gần đây nhân duyên của Triệu Lộ Tư với cộng đồng mạng lại không được tốt lắm vì thường xuyên dính phải những scandal vạ miệng. Mặc dù vậy, vẫn không thể phủ nhận độ nổi tiếng của Triệu Lộ Tư trong những năm trở lại đây là vô cùng cao. Hiện tại, Triệu Lộ Tư còn bộ phim Thần Ẩn đóng cùng Vương An Vũ đang chờ ngày phát sóng và bộ phim Rèm Ngọc Châu Sa đóng cùng Lưu Vũ Ninh, dự kiến khai máy vào tháng 11 năm 2023. Đánh giá xếp hạng, tôi xếp Triệu Lộ Tư vào nhóm A, có lưu lượng tốt, có tác phẩm nổi bật, nhưng diễn xuất thất thường và hay vạ miệng. Dương Siêu Việt, 1998. Tác phẩm nổi bật: Vũ Nhĩ Đồng Hành, Tương Dạ 2, Em Đến Cùng Mùa Hè, Thả Thính Phượng Minh, Trường An Nặc, Trọng Tử, Bảy Kiếp May Mắn. Ra mắt từ năm 2017, Dương Siêu Việt là đại diện tiêu biểu cho câu hay không bằng hên. Nhắc tới Dương Siêu Việt, người ta thường kèm theo biệt danh mỹ nữ khóc nhè, mặc dù khả năng diễn xuất lẫn ca hát đều tệ như nhau, nhưng có lẽ vì bát tự của cô nàng quá tốt mà tài nguyên trong tay cô luôn không thiếu. Có thể tài năng của Dương Siêu Việt không quá xuất sắc như các đồng nghiệp khác, nhưng ở cô nàng lại tỏa ra một loại khí chất rất đặc biệt, khiến nhiều người muốn theo đuổi. Dương Siêu Việt có một EQ khá cao, lại luôn cố gắng vươn lên, nên dù cô diễn xuất dở thì người qua đường cũng có ấn tượng khá tốt với cô. Còn những người hâm mộ thì lại càng yêu mến Dương Siêu Việt nhiều hơn. Với hậu thuẫn vững chắc từ Đằng Tấn, cùng một bệ phóng người hâm mộ vô cùng lớn mạnh, nên không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy tên Dương Siêu Việt nằm trong nhóm những tiểu hoa nổi bật nhất của lứa sau 95. Đánh giá xếp hạng, tôi xếp Dương Siêu Việt vào nhóm A-, có nhan sắc, có lưu lượng tốt, có hậu đài vững chắc, nhưng diễn xuất tệ. Châu Dã, 1998, tác phẩm nổi bật: Em Của Thời Niên Thiếu, Sơn Hà Lệnh, Hộ Tâm. Dù là một cái tên khá mới trong làng giải trí, chỉ mới ra mắt công chúng từ năm 2019, nhưng diễn xuất của Châu Dã được cả khán giả lẫn giới chuyên môn đánh giá tương đối tốt. Châu Dã đã gây ấn tượng mạnh trong phim điện ảnh Em Của Thời Niên Thiếu. Trong phim cô vào vai Ngụy Lai, một nữ sinh có xu hướng bắt nạt bạn bè. Nhờ vai diễn cô nữ sinh Ngụy Lai, Châu Dã đã lọt vào danh sách nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của giải Bách Hoa lần thứ 35 và giải Kim Kê điện ảnh Trung Quốc lần thứ 33 cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Năm 2021, cái tên Châu Dã được biết đến rộng rãi hơn nhờ vào bộ phim cổ trang Sơn Hà Lệnh. Cùng năm đó, nữ diễn viên còn tham gia vào bộ phim chính kịch 1921. Đầu năm 2023, Châu Dã ghi điểm với khán giả với vai nữ chính trong phim Hộ Tâm đóng cùng Hầu Minh Hạo. Hiện tại Châu Dã có phim Vi Hữu Ám Hương Lai đóng chung với Vương Tinh Việt đang phát sóng, và vẫn còn hai bộ phim chờ phát sóng là Rất Nhớ Anh đóng chung với Đảng Kiện Thứ và bộ phim Đừng Rung Động Vì Tôi, đóng chung với Lâm Nhất. Đánh giá xếp hạng, tôi xếp Châu Dã vào nhóm B, có nhan sắc, diễn xuất có tiến bộ, nhưng chưa có tác phẩm bạo. Trương Tịnh Nghi, 1999. Tác phẩm nổi bật, Anh Muốn Chúng Ta Ở Bên Nhau, Bầu Trời Của Thiếu Niên Phong Khuyển, Nhất Kiến Khuynh Tâm, Thắp Sáng Anh Sưởi Ấm Em, Anh Bước Ra Từ Ánh Lửa. Trương Tịnh Nghi ra mắt vào năm 2020, được biết đến như học trò của Châu Tấn. Trương Tịnh Nghi bắt đầu nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả sau các bộ phim như Anh Muốn Chúng Ta Ở Bên Nhau, Bầu Trời Của Thiếu Niên Phong Khuyển. Năm 2022, cái tên Trương Tịnh Nghi được mọi người biết đến rộng rãi hơn nhờ bộ phim Nhất Kiến Khuynh Tâm đóng cùng Trần Tinh Húc và bộ phim Thắp Sáng Anh Sưởi Ấm Em đóng cùng Trần Phi Vũ. Bộ phim Anh Bước Ra Từ Ánh Lửa của Trương Tịnh Nghi và Hoàng Cảnh Du cũng vừa được phát sóng vào tháng 9 năm 2023. Hiện tại, Trương Tịnh Nghi vẫn còn trong tay hai bộ phim là Tích Hoa Chỉ đóng cùng Hồ Nhất Thiên và bộ phim Hoán Vũ đóng chung với Chu Dực Nhiên. Ngoài ra, cô còn có phim điện ảnh Vương Cân Cân, Người Mà Tôi Đã Đánh Mất 2 lần diễn chung với Đàn Kiện Thứ cũng đang chờ ngày ra rạp. Đánh giá xếp hạng, tôi xếp Trương Tịnh Nghi vào nhóm B, có nhan sắc, có lưu lượng tương đối, nhưng phong độ diễn xuất thất thường. Vương Sở Nhiên, 1999. Tác phẩm nổi bật, Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới, Thanh Bình Lạc, Ngọc Cốt Dao, Nghe Nói Em Thích Tôi, Khói Lửa Nhân Gian. Vương Sở Nhiên trước đây từng gây chú ý nhờ vai diễn Liễu Tích Âm, em họ của nữ chính Diệp Chiêu, Mã Tư Thuần, trong phim Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới, phát sóng năm 2016. Nhờ nhan sắc mềm mỏng dịu dàng, khí chất có 7 phần tương đồng với Lưu Diệc Phi mà nhiều khán giả còn gọi cô là thần tiên muội muội. Sau đó, Vương Sở Nhiên tiếp tục tham gia vào nhiều bộ phim khác như Thanh Bình Lạc, Yến Vân Đài, Thượng Thực. Tuy đa phần đều là vai phụ, nhưng nữ diễn viên cũng kịp để lại nhiều ấn tượng với khán giả nhờ nhan sắc xinh đẹp. Thời gian gần đây, cái tên Vương Sở Nhiên liên tục được nhắc đến ở khắp các trang mạng, không chỉ vì những tranh cãi xoay quanh tác phẩm Khói Lửa Nhân Gian của cô và Dương Dương, mà còn vì chuyện tình cảm ồn ào phim giả tình thật giữa hai người. Hiện tại, Vương Sở Nhiên đang quay bộ phim Liễu Chu Ký hay Kiều Tàng cùng với Trương Vãn Ý. Nếu bộ phim này thành công, Vương Sở Nhiên có thể sẽ bước lên thêm một bậc nữa trong nhóm Tiểu Hoa Sau 95. Đánh giá xếp hạng, tôi xếp Vương Sở Nhiên vào nhóm B, có nhan sắc, nhưng diễn xuất tạm ổn, lưu lượng chưa đủ mạnh. Nhậm Mẫn, 1999. Tác phẩm nổi bật, Bi Thương Ngược Thành Dòng Sông, Thanh Bình Lạc, Xin Chào Ngày Hôm Qua, Ngọc Cốt Dao, Sán Lạn Sán Lạn. Nhậm Mẫn khá may mắn khi vẫn chỉ là cô sinh viên năm nhất của Học viện Hí kịch Trung ương. Cô đã được đạo diễn Lạc Lạc chọn mặt gửi vàng giao cho vai diễn nữ chính Dịch Dao trong phim điện ảnh Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông. Vai diễn Dịch Dao được đánh giá là một vai diễn nặng đô khi nhân vật này mang nhiều diễn biến tâm lý phức tạp. Nhờ vào diễn xuất chân thật của Nhậm Mẫn, hình ảnh của cô như được hòa làm một với Dịch Dao đã khiến cho khán giả xem xong Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông đều khóc như mưa ngay tại rạp. Sau thành công với vai diễn Dịch Dao, Nhậm Mẫn có cơ hội tham gia vào nhiều dự án truyền hình và dần trở nên thân thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ như Xin Chào Ngày Hôm Qua, Thanh Bình Nhạc, Ngọc Cốt Dao. Tuy rất thành công ở mảng phim điện ảnh nhưng Nhậm Mẫn lại gặp khá nhiều khó khăn khi đóng phim truyền hình, nhất là những hạn chế về ngoại hình. Vì vậy, nếu muốn đi con đường lưu lượng thì Nhậm Mẫn phải dùng diễn xuất của cô để bù đắp thật nhiều cho phần nhan sắc còn thiếu hụt của mình. Hiện tại, Nhậm Mẫn có bộ phim Cẩm Tú An Ninh đóng cặp với Trương Vãn Ý vừa mới đóng máy gần đây, hứa hẹn sẽ giúp ích rất nhiều cho con đường lưu lượng của cô. Đánh giá xếp hạng, tôi sẽ xếp Nhậm Mẫn vào nhóm B, diễn xuất tốt, có tác phẩm tiêu biểu, nhưng nhan sắc không quá vượt trội, lưu lượng tương đối mỏng. Lý Lan Địch, 1999. Tác phẩm nổi bật, Xin Chào Ngày Xưa Ấy, Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây, Mộng Hồi Đại Thanh, Nước Cờ Đi Vào Tim Em, Tinh Lạc Ngưng Thành Đường, Nhất Lộ Triều Dương. Lý Lan Địch tham gia nghệ thuật khi mới lên 10 tuổi. Đến nay, Lý Lan Địch đã sở hữu cho mình hàng loạt vai diễn ấn tượng thông qua hàng loạt bộ phim đình đám. Tuy còn gây nhiều tranh cãi trong tạo hình cổ trang, nhưng không thể phủ nhận, dù là vai chính hay vai phụ, những bộ phim và vai diễn của Lý Lan Địch đều để lại trong lòng khán giả những ấn tượng khó quên. Năm 2023, nhờ bộ phim cổ trang Tinh Lạc Ngưng Thành Đường được phát sóng vừa qua mà lưu lượng của Lý Lan Địch đã được cải thiện đáng kể. Sau đó, Lý Lan Địch tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công với bộ phim Nhất Lộ Triều Dương. Lý Lan Địch vẫn còn rất trẻ để có thể trau chuốt thêm về nhan sắc cũng như nâng cao kỹ năng diễn xuất và vụt sáng trong tương lai. Đánh giá xếp hạng, tôi xếp Lý Lan Địch vào nhóm B, có diễn xuất tốt, có tác phẩm tiêu biểu, nhưng lưu lượng còn mỏng. Lưu Dục Hiểu, 1999. Tác phẩm nổi bật, Ngọc Chiêu Lệnh, Thời Gian Và Anh Vừa Hay Đúng Lúc, Cả Thế Giới Đang Chờ Hai Người Chia Tay, Ngọc Cốt Dao, Vân Chí Vũ. Lưu Dục Hiểu đang là một trong những mỹ nhân mới nổi trong làng giải trí Hoa ngữ. Năm 2019, cô chính thức gia nhập ngành giải trí sau khi tham gia vào một chương trình diễn xuất. Sau đó, Lưu Dục Hiểu xuất hiện trong bộ phim cổ trang Ngọc Chiêu Lệnh với vai diễn Kỳ Mục Y La. Từ năm 2022, Lưu Dục Hiểu có những bước tiến lớn trong sự nghiệp với nhiều vai diễn ấn tượng, nhờ đó thu hút thêm được nhiều sự chú ý hơn. Tháng 9 vừa qua, bộ phim cổ trang Vân Chi Vũ được phát sóng. Sự xuất hiện của Lưu Dục Hiểu trong vai diễn Thượng Quan Thiển đã ghi dấu ấn đặc biệt và gây sốt trong lòng khán giả. Với nhan sắc xinh đẹp và tài năng diễn xuất đầy triển vọng, Lưu Dục Hiểu hứa hẹn sẽ chinh phục thêm trái tim của rất nhiều người hâm mộ. Đánh giá xếp hạng, tôi xếp Lưu Dục Hiểu vào nhóm C+, có nhan sắc, diễn xuất ổn, đang có nhiều tiềm năng phát triển. Trên đây là những cái tên nổi bật nhất trong nhóm các tiểu hoa sau 95 của Cbiz hiện nay. Bảng xếp hạng này có thể vẫn chưa phải là chính xác nhất, nhưng nó cũng đã phản ánh được phần nào địa vị thực tế của các tiểu hoa này tại Cbiz ở thời điểm hiện tại. Nếu các bạn muốn mình làm thêm bảng xếp hạng nào khác nữa, thì hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé. Và nếu cảm thấy video này thú vị thì hãy nhớ bấm like video này và đăng ký kênh của Cbiz Film nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video kế tiếp. See you!